Linh xem trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia diễn ra vào lúc 23:45 ngày 7 tháng 6 năm 2021, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5 và một số kênh trực tiếp khác. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng G, thì đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Indonesia vào lúc 23:45 đêm 7 tháng 6 trên sân vận động E Maktoum Dubai UAE. Sau hơn 18 tháng, các trận đấu của bảng G vòng loại World Cup 2022 đã trở lại. Đối thủ trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam là Indonesia. Thưa quý vị, sau 3 trận thắng, 2 trận hòa thì tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Trong khi đó thì Indonesia không giành được điểm nào sau 5 trận thua liên tiếp và đã không còn cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Một điều đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam là sự thiếu vắng của thủ môn Đặng Văn Lâm. Thưa quý vị, do Đặng Văn Lâm là F1 của ca dương tính Covid-19 tại câu lạc bộ Cerezo Osaka nên không thể có mặt ở 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022. Thật là đáng tiếc phải không ạ? Thưa quý vị, trước đó tuyển Việt Nam vừa có trận giao hữu với Jordan vào rạng sáng ngày 1 tháng 6 với kết quả là hòa 1-1. Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam khi mà thi đấu với Indonesia trong trận đấu này gồm có Tấn Trường, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Quang Hải, Tiến Linh, Văn Toàn và Văn Đức. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng chúc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Indonesia. Hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển của chúng ta quý vị nhé. Quý vị ơi, trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Indonesia diễn ra vào lúc 23:45 ngày 7 tháng 6 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6, YouTube và Facebook của Nextsport VFF. Quý vị và các bạn lưu ý nhé, hãy vào những kênh này để xem trực tuyến quý vị ạ. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe cũng như là bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video này giúp chúng tôi. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.